Thế này em dốc hết của ba đấy. Dốc hết của ba đấy à? Chiều 13 tháng 6 năm 2016. Tụt tắt đấy. Hôm nay về nhìn thằng phụ lâu đâu không có miệng cái bác rau mí. Chả có nước thì người ta thấy một mình ở đây mặn cát rồi. Không phải nhà ăn nhà lại có ăn mặn. Em nói mùa hè này quan trọng nhất là nước. Chứ là chúng ta muốn mùa cả thế nhất. Nước là mùa bắt tay vào con chứ chẳng có gì. Vừa thấy ăn vừa thấy uống. Mất nước nhiều. Rồi chúc mừng mùa hè ấm áp. Một vụ nóng mới. Một vụ nóng mới. Cuộc sống ngoài xã hội là vợ em